hôm nay là mình sẽ có một cái màu rất là dễ thương nha. Màu dễ thương thôi, màu quá dễ thương. Hi Mia, we still you again, second time today. Đây ha, đây là những cái màu mà Christine đang sử dụng ha. Bây giờ là mình sẽ cuối ngày rồi là mình sẽ design cho nó cái gì đó thật là gọi là đơn giản thôi. Hai Dương Minh Nhật, hai Tuấn, hai anh Tuấn Tạo, hai Béo là ok. Bây giờ là mình sẽ đi cho nó thật là đơn giản thôi ha. Đây là cái mobile và màu trắng với màu hồng đó. Hồi nãy là không có mạng nên là Christine không có like được ha. Bây giờ là Christine like lại ha. Christine sử dụng cái màu pin, màu dot pin nha. Cái màu dot pin này, đây là cái màu này nè. Đó, rất là dễ thương luôn. Xong rồi nữa lát là Christine sẽ design cái bông 3D ha. Cái design này là Christine có làm rồi, nhưng mà không có cũng có làm like rồi. Hôm nay là khách hàng quay lại và vẫn rất là muốn cái design này, nên là khách hàng hôm nay làm cái móng nhọn ha. Lần trước làm like là cái khách là coffin ha, nên cái design mình sẽ coi nó khi mà nó ra cái móng nhọn nó sẽ ra như thế nào. Christine cũng đang chờ đây. Hello Kyle, hi Mimi, hi Kelly Nguyễn, hi Andy Trần. Chào cả nhà nha, đây là tập 2 của ngày hôm nay. Mình sẽ đi cho nó thật dày một chút xíu ha. Hai chị Hương, hai Trần Ngọc Thanh ha. Bây giờ là tối rồi, cả nhà có về chưa, đi làm về chưa? Bên Cali bây giờ là 7 giờ kém 10 nha. Đó, mình sẽ mọi cả nhà có thấy rõ không? Có thấy rõ cái màn hình không? Hai Á Lịch Nguyễn, hai Andy Trần, hai Bình Mai. Đây là cái móng nhọn ha. Đó, móng nhọn tuyệt đối là cho nó nhọn luôn. Hai Kyler, hai Kyler ha. Hai Kyler, hai Duce, hai Ryan Võ. Mình sẽ đi cho nó hết ha. Đi cho nó xong. Cái ngón này đây là Christine sẽ đi cho cái. Đúng rồi, A Lịch Nguyễn, màu của Just Nail nha. Màu off-white và màu pin, baby pin đậm. Hai An Phạm, lâu quá không gặp nha An Phạm, khỏe không? Hai Candle. Ngón này là mình cũng đi màu pin ha. Sau đó là Christine sẽ phủ một lớp bột clear the mỏng vào. Mình sẽ chăm sóc cái cuticle trước hết ha. Sau đó mình từ từ mình vuốt vào hai bên ha. Trời lạnh quá nên là hả cái bột của mình nó hơi chảy chút xíu nha. Hai chị Đào, màu Just Nail hiện tại là có 50 màu chính nha, và những cái màu nude nè, màu off-white nè, hay là baby pink này đó là vẫn có nha. Nhắn tin cho Christine nha, những cái màu như vậy. Hai chị Đào Nguyễn, hai Lý Tố, Mỹ Nguyên. Hai Blanca. Dạ, ok. Bây giờ là có Kyle help Christine trả lời những câu hỏi về cái màu nha. Về những cái sản phẩm của Just Nail. Hello Việt, khỏe không Việt? Hi Phi Thiên Lạc,
tiếng Kiều khai hồ nha. Hai anh Lịch Nguyễn khai hồ sẽ hết anh trả lời nha. Về những cái câu hỏi về liên quan tới bột á, là khai hồ sẽ hết anh trả lời về cái vấn đề đó. Hôm nay bột chạy quá đi. Cali hôm nay là mấy bữa nay rất là lạnh nha. Mọi người nhớ mang theo áo ấm nếu mà ở Cali, ai qua Cali chơi đó. Hai chị Jessica thank you nha. Hôm nay có chị đẹp Jessica và chị Đào Nguyễn ha. Đó, mình đi nhẹ nhẹ ha, để giữ cho cái bột nó sẽ đủ dày cho cái bộ nail của mình. Và có cái độ khơ nữa. Hi Louis. À, trời Cali ban đêm là 40 mấy độ nha. Hi Jenny. Hi Mai Nguyễn, hai chị Mai Nguyễn, hai Trần Dung. Mình sẽ đi cục thứ hai. Vì cái ngón cái của người khách hơi lớn một chút xíu nên Christine sẽ chia làm 2-3 lần lên bột nha. Sẽ từ từ ôm sát vào. Mình sẽ giúp cho cuticle nó tròn ha. Hi Jenny. À, chị gọi tên em đó Jenny. À, Cali trời lạnh nha. 40 mấy độ là lạnh lắm rồi đó. Boston lạnh hơn những Cali vậy là ấm, nhưng mà so với những cái tiểu bang khác á, tại vì dân Cali sống ấm quen rồi nên lạnh chút xíu là chịu không được. Hi anh Henry, so pretty. Ngón này là Christine sẽ đi một lớp mỏng cái clear trước ha, vì lát nữa là Christine sẽ apply cái cleader, nhưng mà cái cleader của Christine nó sẽ không có đủ cái cleader nên nó sẽ không có đủ cái độ bám ha, nên là Christine sẽ đi một lớp mỏng cái bột clear trước để làm sao để cho cái giúp cho cái hép cái nail của mình nó không có bị lip nha. Hi Linh Du. Hi Michelle, hi chị Michelle, hi chị Phạm Jenny. Bây giờ là mình sẽ kết hợp cái cleader ha. Đây, một cái lớp cleader thật là mỏng thôi, mình sẽ làm ombre nha. Đó, mình nhẹ nhàng kéo xuống ha. Mình sẽ làm cái ombre này ha. Đó, phần trên gần cái cuticle mình sẽ đậm hơn nha. Đây, mình sẽ có cái mình đã có cái ombre ha. Sau đó Christine sẽ sử dụng một chút xíu thôi. Cái màu cleader màu trắng á, có trong Just Nail nè. Đó, một chút xíu mình để lên. Đó, bây giờ là mình thấy cái cleader của mình không? Nó khác đúng không? Hai chị Thùy Mai Nguyễn. Còn ngón này là mình vẫn tiếp tục đi cho nó. Đây ha, hồi nãy là Christine cho một lớp mỏng cleader đó, clear đúng không? Bây giờ là Christine sẽ apply cái kim tuyến lên nè. Christine cũng làm cái ombre luôn nha. Ngón này là Christine sẽ cho nó nhiều một chút xíu cái kim tuyến, giống như cái ngón này đây nè ha. Nhưng mà mình vẫn giữ được cái độ clear cho cái móng của mình. Đây ha, như vậy là được rồi. Đó, sau đó mình cũng cho một chút xíu kim tuyến vào đây. Đó, mình cho một chút xíu kim tuyến vào đây. Sau đó mình sẽ nhẹ nhàng thôi. Mình nhẹ nhàng đi xuống nha. Đó, mình vuốt nhẹ nhàng thôi. Sau đó mình sẽ đợi cho nó khô một chút xíu. Mình sẽ phủ cái lớp bột clear nha.
Đó, ngón này mình sẽ phủ bột clear. Và ngón này cũng vậy. Vì những cái ngón chính á, Christine sẽ design nha. Còn những cái ngón phủ á, là Christine sẽ cho nó có cái kim tuyến thôi. Và mình không có cần design thêm nhiều. Có kim tuyến thôi là nó đã đủ đẹp rồi. Hồi nãy là mình vẽ bông nha. Lát nữa là cái bộ design này là Christine sẽ làm 3D. Mình sẽ làm bông 3D nha. Hi Tem Lê. Hi anh Duy Quân. Đúng rồi, kim tuyến là mình sẽ mua ở bên Just Nail nha. Là bây giờ hiện tại Just Nail Christine sử dụng những cái kim tuyến này là đều có trong shop online Just Nail nha. Các bạn có thể là nhắn tin cho Christine hoặc là Kyle hoặc là Minh Châu hoặc là vô website nha. Mình có thể order trên website luôn. Đó, sau đó mình sẽ phủ một lớp bột clear mỏng thôi. Nhưng mà vẫn phải đủ cái độ dày, độ chuẩn cho cái móng của mình. Hai chị Phương Lê. Hai chị Lisa. Hai anh Kính Thằng. Đó, chưa có đủ độ dày, mình sẽ phủ lại nha. Phủ thêm một lớp thật là mỏng thôi, đặt vào đây. Đó, mình cho mỏng quá nên thành ra là cái của mình không có đủ tiêu chuẩn và mình phải đi tiếp nè. Từ từ hai bên thôi ha. Hai bên mình phải giữ được cái độ nhọn cho cái design của mình và nó không có bị mất shape. Đó, anh chị á, có câu hỏi nào thắc mắc về cái supply á, cứ nhắn tin nha, là có Kyle sẽ help Christine trả lời những cái câu hỏi đó. Kyle là người của công ty Just Nail nha, nên là các bạn đừng lo lắng. Hi Sandy, hi Thảo Nguyên. Đây ha. Đó, mình xong cái ngón này. Còn những ngón này có clear là mình nên cho một lớp thật là mỏng cái clear thôi, bột clear nha. Một lớp thật là mỏng thôi. Vì nếu mà mình có clear vậy á, đến khi mà mình giũa mình không có sợ bay mất cái kim tuyến của mình nha. Và nó sẽ hép cho kim tuyến của mình giữ được cái độ sáng, nó không có bị mất màu. Vì tùy theo cái kim tuyến, nếu mà kim tuyến nó thuộc cái loại không tốt á, nó sẽ bị mất sáng nha. Hello Chris, hi Hiếu Vũ. Hi em, eo là. Hi Chris. Vẫn chưa muộn, hello, vẫn chưa muộn. Bây giờ là mình sẽ everything. Đây ha, đây là cái hũ ốc quai của Christine rất là bự đúng không? Đó, đây là cái shop quai nè. Cái này hũ này là 16 ao nha. Đó, xài được rất là nhiều khách nè. Đó, mình có thể là trên online Just Nail luôn có luôn nha. Bây giờ Christine sẽ clean tất cả lại. Lát nữa đây là hả, hai bộ phạm, hai em ăn là hai chị Trang Phạm, khỏe không chị? Hai Thái Cẩm Đào. Bây giờ mình sẽ qua cái phần giũ nha. Thank you vẫn chưa muộn nha, chúc sức khỏe chị và gia đình. Cảm ơn nhiều nhé, hai anh Kevin, YouTube. Christine chúc cả nhà tối nay có một cái buổi tối thật là vui nha. Ngày mai thì trời lại sáng. Hi Linh Nguyễn. Uh-huh.
mình sẽ dụ cho nó có cái độ nhọn ha. Ở đây hơi dày chút xíu, mình sẽ dùng cây dụ của mình đánh cho nó mỏng xuống lại. Hai cả nhà yêu, hai dí Huỳnh Mai, hai chị Úc Phường. Màu này gọi là màu baby dog pink nha. Màu này gọi là baby dog pink. Màu rất là dễ thương đúng không? Hai Carissa. Mình sẽ từ từ ha. Khi mà người khách tới của mình nó làm móng nhọn á thì thấy tay nó to hơn nha. Hai Katie, hai Quang Nguyễn. Ok, just relax. Ok, it's good. Hai Quang Nguyễn, hai, thank you. Ok, just a little bit from here. Yes. Thank you. Thank you chị Phương Lê. Cảm ơn chị nhiều nha. Khi mà Christine vỗ hết cái 10 ngón này á thì là tự nhiên cái giọng của Christine á là không nghe thấy được gì luôn. Tại vì mệt quá. Mệt quá nói không nổi. Mình sẽ dụ cho những cái ngón này nó đều nhau ha. Thank you chị. Hai Thảo Nguyên. Bây giờ mọi người có thấy rõ chưa? Có thể là rõ hơn rồi đúng không? Rõ hơn rồi ha. Ok ha. It's good. Ok. Có thể là do cái internet ha. Thank you cả nhà. Bây giờ là mình sẽ đi lại cái cánh bông của mình nha. Mọi người thấy rõ ha. Thank you. Bây giờ là mình sẽ đi lại cái bông của mình. Vì sao ha? Vì Christine là thấy cái màu nó không có được good lắm. Mình sẽ đi lại nè. Mình sẽ cho cái cánh bông của mình thật là mỏng nha. Khi mà mình bỏ top trước khi mình làm 3D vẫn giữ được lâu nha. Vẫn giữ được lâu nha, không phải là không lâu. Còn á, nếu mà trường hợp nếu mà mình không bỏ top trước khi mà mình làm 3D á thì giống như Christine nói vậy, nếu mà mình làm bị hư hay là mình không vừa ý á thì nó rất là khó tháo. Tại vì cái bột á, mà nó bám với bột á, mình sẽ không có thời gian để mà tháo nó. Nên tốt nhất á, khi mà mình mới bắt đầu làm 3D hay là mình tập á thì mình nên sơn thấp trước khi mình làm 3D. Vì như vậy á, đến khi mà mình làm hư hay là mình không có vừa ý, mình muốn tháo đi làm lại á, nó vẫn rất là dễ. Còn đối với cái bột mà nó với bột như vậy á, va chạm với nhau á, nó giống như là thành một nhà rồi. Còn khi mà sơn top làm 3D nó vẫn chắc nha. Nó vẫn rất là last long nên mọi người yên tâm ha. Mình sơn top trước khi làm vẫn được nha. Mình sẽ cho nó thật là mỏng. Cái bông của mình thật là mỏng nha. Kyle.
có nha, mình có ship hàng qua Canada nha em. Nhưng mà mình có ship hàng qua Canada nha. Mình sẽ làm cho cái cánh bông của mình thật là mỏng nha. Hai Phi, khỏe không Phi? When put up, put the light. Đúng rồi, khi mà mình sơn á, thì mình sơn xong mình hơ đèn cho nó khô hẳn, sau đó mình mới làm 3D nha. Còn Christine làm á, thì quen rồi, nên là mỗi lần làm á, Christine làm xong Christine mới cho top. Hai Bảo Tôn, đúng rồi đại nha. Yeah, we put on the light first, then dry, finish everything and then we do the flower. Bây giờ mình ra cái bông á, nhẹ nhàng dịu dàng đúng không? Bây giờ là mình có cái đó, không có chi nha. Còn nếu mà mình làm quen rồi, sau này mình không có cần để top nữa, mình làm trực tiếp lên luôn cũng được. Giúp chị kéo cái dây này qua bên này sạc được không? Đây nè, đây có một cái dây đây nè, cắm cái dây này qua bên này sạc đi. Đó, điện thoại sắp hết pin. Bây giờ là mình sẽ đi một cái nhụy khác nha. Mình sẽ đi cái nhụy khác hơn. Sao thế? Không cắm được không? Không cắm được hả? Đây. This first. Ok, yeah. Chắc vô rồi đấy, chắc được sạc pin rồi. Chắc được sạc pin rồi. Bây giờ mình sẽ đi nhụy ha. Cái phần nhụy này là Christine sẽ đi hai cái nhụy. Một cái nhụy lớn và một cái nhụy nhỏ nha. Mọi người thấy ha. Đây là cái nhụy lớn nè. Hi Aracely, hi Đoan Đoan, hi chị, hi anh Kay Vì Nguyễn. Bây giờ là mình sẽ cho nó vào chính giữa và mình dùng cái cây độ nhọn của cây cọ đó. Sau đó mình sẽ xoáy nó ra ha. Mình xoáy cho nó rộng ra một chút xíu. Bây giờ là mọi người thấy nó lớn rồi đúng không? Đó, bây giờ mình có cái nhụy thứ nhất ha. Sau đó là Christine sẽ làm cái nhụy thứ hai. Cái nhụy thứ hai nó sẽ nhỏ hơn thôi, nó không có lớn nha. Đây, mình sẽ cho nó khô một chút xíu. Sau đó mình cho nó khô hẳn đã. Mình sẽ dùng cây nhỏ của mình. Đó, mình sẽ cho nó có cái độ sâu thôi, chứ mình không có cần làm cho nó lớn nữa. Đây là cách thứ hai khi mà làm cái nhụy nha. Cỏ 3D không có số nha. Cỏ 3D Christine đang xài không có số nha. Nó là một cái size thôi. Đó, bây giờ là Christine sẽ đi tiếp tục cái phần dưới này.
Show me again the flower. The flower. Yes. Bây giờ là mình có cái trứng vô trứng rồi. Mình sẽ đi cái phần phụ nha. You see? Okay, they have only have the diamond. Mình sẽ đi cái cánh thứ nhất ở đây nè. Có đắp bột của em số 14 nha chị Phương Lê. Very good. Có đắp bột của em là số 14. Còn có 3D là có một size thôi nha. Shop Chanel cũng có. Cũng có cỏ 3D nha. Nhưng mà nó hơi khác của em một chút xíu. Cây của em nó tua lắm rồi. Cây của Christine nó tua lắm rồi nha. Nói chung là nó khó xài lắm, nhưng mà Christine xài quen rồi nên là vẫn xài được và xài cũng tốt. Sẽ cho nó cái... Dạ không. Cảm ơn chị. Hi Tony. Khỏe không em? Ok, bây giờ là mình sẽ đi cái... Ở đây thì mình sẽ đi cái nửa cánh thôi nha. Mình sẽ đi nửa cánh thôi. Mình không có cần đi nguyên một cái bông. Mình sẽ thiết kế làm sao cho nó vào cái góc nha. Đây, mình sẽ thiết kế cho nó vào sau cái góc. Sau đó lát nữa là Christine sẽ cho cái diamond vào ha. Nhẹ nhàng thôi. Mình sẽ từ từ. Hai Đàng Nguyễn, hai chị Thuy Nguyễn, hai Calvin Nguyễn. Sắp xong ha, mình sẽ cho thêm một cánh nữa. Cái cánh này sẽ là nhỏ thôi. Sẽ nhỏ thôi. Đây ha. Mình sẽ cho nó thật là mỏng vào đây. Đó, sau đó lát nữa là Christine sẽ cho một cái diamond ở đây nha. Xong, bây giờ là mình xong cái design bông của mình ha. Mình sẽ qua cái ngón tiếp theo. Hai anh Đức Cao. Em sống đơn giản lắm. Anh à. Hai chị Đào Trúc. Hai đu xe. Mình cũng cho làm giống như bên kia ha. Đó, Christine sẽ cho cái cắm thật là mỏng và lớn ra. Hi Jason, hi Nguyệt Phương, hi Cecilia. Ui trời, nó bị bể rồi. Nếu mà bột không có dẻo á, mình tán những cái cánh bông vậy nè, nó rất là dễ bể nha. Và cánh tiếp theo thứ hai của mình đây, mình sẽ cho nó vào đây và mình sẽ cho nó thật là mỏng nha. Không, khi mà mình làm á, nếu mà mình chưa quen á, mình xoay tay khách như vậy nè, mình không có cần nghiêng người ha, mình chỉ cần xoay cái tay khách của mình đó, chiều theo cái hướng của mình là mình đi được nè. Không,
Mình lấy cái góc độ làm sao để cho nó hai cái bông á đừng có khoảng cách xa quá, vì không đừng có nó một cái lớn quá một cái nhỏ quá, mình cho nó khoảng cách là khoảng 8-10 thôi, đúng không? Là không có, nó không có cách xa quá. Nếu mà một cái cách xa, một cái lớn quá, một cái nhỏ quá thì nhìn nó không có đẹp ha. Mình sẽ cho cái bông thật là mỏng và cho nó ra. Lấy cái chế xuống nước coi. Nước đấy. Ừ. Hai Tam Vũ, hai chị Phương Thúy Nguyễn, hai em Sky. Khỏe không em? Ok, bây giờ là mình sẽ đi cái phần trong nha. Hai Ngô Hằng. Khi mà mình design những cái này á thì mình từ từ ha, không vội. Thank you em nha, tạ tim nhiều có thưởng. Ok, giờ mình sẽ sắp xong cái bông chính này, mình sẽ qua cái phần diamond. Khi mà xong cái phần diamond á là cái design của mình á gần như là hoàn chỉnh nha. Mình sẽ đi cái phần nhụy. Nhụy thứ nhất và nhụy thứ hai. Thank you em. Coi phải thả tim chứ. Đúng rồi, không coi. Không thả tim là chị giận á. Thank you nha, nó cao. Thank you sharing. Đó, mình sẽ vo cho nó tròn ha. Sau đó mình sẽ cho nó thật là nhỏ vào cái phần như này thôi. Thank you Thảo nha. Thank you Thảo Nguyên. Thấy không? Mình sẽ có cái phần nhụy đó. Bây giờ là mình sẽ đi cái phần một cái nhụy nữa. Thank you. Cảm ơn cả nhà nhiều nha. Thank you Sharon, everybody. Đó, sau đó mình sẽ đợi cho nó khô một chút xíu ha. Khi mà nó khô một chút xíu á là mình mới ấn ha. Dạ đúng rồi anh Đức Cao ha. Xe rồi thì nếu mà anh mình học được cái gì thì mình học, vì học không ngừng nghỉ mà. Còn nếu mà mình biết rồi thì mình share cho các người không biết, vì nhiều khi cần lắm. Thank you Đại. À, bây giờ là mình sẽ đi cánh ha, mình sẽ đi phần cánh còn lại ha. Thank you Đại. Nhiều khi á, cái giá cả nó không quan trọng nha. Quan trọng là khi mà mình làm ra, mình ưng ý với cái bộ design của mình, dù nó mắc hay là nó rẻ hơn một chút xíu cũng không thành vấn đề, đúng không? Mình làm ra là mình cảm thấy nó vui, đúng không? Nên nói về cái giá cả thì tùy theo cái khu vực và tùy theo cái cách mà mọi người lấy giá thôi.
Nên nói về cái cánh chính xác á, thì nó Christine á, thì lấy theo cái giá khu vực Christine là Christine lấy nó 100 nha. Lấy cái bộ design này là 100 đồng. Nhưng mà vì nói về cái giá cả thì nó khó nói lắm, đúng không? Thank you Thảo nha, mong được mọi người ủng hộ. Thì là Christine biết cái gì thì sẽ chia sẻ về cái đó. Đây ha, là mình sắp xong cái phần design của mình 3D ha. Mình sẽ cho thêm hai cánh nữa. Thank you Justin, hi Jolie Nguyễn. Dạ sẽ có ngày thôi anh Đại, sẽ có ngày ha. Christine làm cái bông cũng bình thường thôi, vì á, nhiều anh chị á, khi mà chưa có làm được á, thì thấy nó đẹp ha, nhưng mà tới khi làm đẹp rồi sẽ đẹp hơn nữa. Chỉ là Christine làm trước hoặc là có nhiều anh chị làm trước nên cảm thấy nó đẹp thôi, đúng không? Nên á, Christine chia sẻ như vậy á, thì cũng hy vọng là mọi người sẽ làm tốt hơn Christine ha. Hai chị Hà Trần, hai Lưu Nguyễn. Đây ha, cọ Christine đang xài tên này ha. Nó là như vậy, cái đầu nó không còn nhọn nữa nha. Nhưng mà Christine xài quen rồi nhưng mà vẫn được. Nhưng mà cây cọ 3D khi mà thường mình xài á, nó phải có cái độ nhọn nha. Nhưng mà cái cây của Christine là nó không có rồi. Thank you chị. Thank you Jolie. Hai chị Lan Hương, khỏe không chị? Sẽ làm được thôi nha chị Hà Trần, đừng lo. Em sẽ like nhiều và chia sẻ các cách làm. Khi mà chị tập nhiều á thì nó sẽ được thôi. Đó, bây giờ là mình xong ha. Hai cái bông của mình, đúng không? Mình không có nhất thiết là phải cho nó thật là đều, nhưng mà nhìn cho nó hài hòa một chút xíu. Dạ đúng rồi anh Đức Cao, sẽ đẹp hơn Christine nha. Làm sẽ đẹp hơn. Đây ha, đây là những cách mà Christine chia sẻ ha. Trực tiếp như vậy á, thì các bạn xem sẽ hay hơn. Bột dip hả? Tùy theo cái hãng nha. Nên là Christine sẽ đã không biết chị xài cái hãng nào nữa. Đó, bây giờ là mình sẽ qua cái phần đính đá. Đính đá, cái phần đính đá là Christine sẽ sử dụng gummy gel. Cái trường hợp này là Christine phải sử dụng tới gummy gel nha. Ok, tiếp. Đây là cái gummy gel ha. Đây, tên của gummy gel đây. Và trong khi đó, bên cạnh đó là Christine sẽ xài cái chai thấp quất của Just Nail ha. Là mình khi mà mình đi đôi với nhau, nó sẽ đi đôi với nhau. Đúng rồi Jolie Nguyễn, trên website Just Nail chưa có nguyên set nha, chưa có nguyên set bột nha. Bây giờ hiện tại chỉ có lẻ thôi. Đó, ngón này là Christine sẽ đi hết cái diamond ha. Mình đi sẽ đi cái ombre thôi, nhưng mà mình sẽ check cái gummy gel. Đó, mình sẽ check cái gummy gel tương xứng với những cái diamond là mình sẽ đi ha. Mình check cho hết ngón luôn nè. Dạ đúng rồi, hôm nay không được, ngày mai không được, ngày mốt sẽ được. Và ngày mốt nữa không được là một tháng sau sẽ được. Đúng không? Mình có quyết tâm là mình sẽ làm được. Mình có cố gắng và quyết tâm sẽ làm được. Hi Sharon. Thank you Sharon. Hi Tammy. Bây giờ là mình sẽ cho một lớp mỏng cái top gel của mình vào nha. Đó, vì mình sẽ cho một lớp top gel, nó help cho cái diamond của mình nó last long. Thứ nhất là, thứ hai á, là nó sẽ help cho cái
khô nha. Đó, nó sẽ hấp hết cho nó là khô và nó cứng. Hai bên Phan không được hả? Chị muốn mua gì? Chị nhắn tin cho em được mà. Không, Jolly Nguyễn, hiện tại là cái bột màu của Chanel chưa có bán lẻ nha. Bây giờ bán lẻ chỉ có màu Dot Baby Pink nè. Màu nude nè, màu Off-White, màu đen ha. Và những cái màu chính, còn cái năm cái set 50 màu á của Chanel hiện tại chưa có bán lẻ. Nên là chưa order được nha. Mình chỉ order được cái set 50 màu thôi. Builder gel Christine chưa có sử dụng qua nên là Christine cũng không có dám chắc là nó có được hay không ha. Thảo Nguyên, Christine chưa có dùng qua nha nên là cũng không có dám chắc cho với mọi người là có dùng được hay không. Christine là dùng gummy gel thôi, nó rất là last long nè. 200 Nguyễn, 2 thêm mì Nguyễn. Share, mọi người share giúp cái like này nha. Vì nhiều anh chị khi mà xem cái bông á, chưa có biết làm á, thì nghĩ là cái bông nó làm sao. Hôm nay là Christine làm like về cái bông này luôn. Nó sẽ có, rất là có ích cho những anh chị mà chưa có biết làm á. Còn mình biết làm rồi thì mình share ha. Mình sẽ đi ha. Mình sẽ đi những cái size nhỏ vào dưới này. Coi trong tủ còn không. Vân Phan, chị không thấy Châu Loan hả? Chị muốn mua màu gì chị nhắn tin cho em hoặc là chụp hình nha. Jolie Nguyễn, đây ha. Bây giờ là mình xong cái phần này rồi, mình sẽ cho vào máy. Mình sẽ chỉnh lại một chút xíu nữa cho nó thật là đầy đặn một chút xíu ha. Vì cái này là ombre diamond. Đây là ombre diamond ha. Đây mọi người thấy không? Đó, mình chỉ cần như vậy thôi, sau đó mình để vào máy. Có nha, gel loang ở trên website gọi là phân gel. Trên website gọi là phân gel nha. Hai em Lộc, hai Jenny Mai, hai Tạ Mịn. Ok, inside here. Đợi không? You touch. Ôi, người khách đã đợi. This one? Ok, you don't touch this one, right? Ok, thank you. Yes, thank you. Mình sẽ cho vào máy nha. Moonwatch khi mà làm á, mình nhớ là để cho cái gummy gel tùy theo cái design của mình á, mình để cho nó nhiều một chút xíu ha. Hoặc là khi mà mình làm á, mình phải cho mạnh, khi mà mình nhấc cái diamond đặt xuống cái móng á, mình phải mạnh tay một chút xíu, mình phải đè một chút xíu để cho cái diamond nó dính sát vào cái chân, cái gummy gel nó dính sát vào cái chân diamond á, như vậy á thì nó sẽ last long hơn nha. Đây đó, mình xin làm xong rồi nha. Diamond này hả? Diamond này á là nó hơi nhiều ha. Diamond này không biết bao nhiêu nữa. Tính ra chắc là khoảng 2,000 mấy 3,000 á, cái hộp diamond này á. Nó nhiều lắm. Christine mua sâu rồi đó, đổ vô cái hộp như vậy nè. Hai Thảo My. Dạ, thank you chị Vân Phan nha. Top hộp này rất là shiny, mọi người thấy không? Đó, nó rất là bóng và last long. Nó không sơn là không có bị hột nha. Nó sơn là không có bị hột. Missy, vô nếu. Hai Linh Anh Khôi. Okay.
Đó, khi mà mình có cleader như vậy, sau đó mình để thêm cái những cái diamond này lên, nó rất là bóng. À, khi mà Vân Anh nó có thể Christine để vào cái máy treo lệch thôi nha. Nhưng mà có thể là khi mà chị Moonwatch đó, chị hỏi về cái tại sao khi mà làm xong 5 phút sau nó chốc á. Vì nhiều khi á chị sơn cái gâm mì treo xong á, mình sơn quét lại cái top coat á, mình mạnh tay quá là làm cho lúc đó là mình kéo cái gâm mì treo của mình đi luôn á. Nên thành ra nó không có được last long nha, nó mất cái lớp gâm mì treo rồi. Đây ha, mình sẽ đi từ từ, mình sẽ đặt nó vào đây. Đó, và đặt thêm vào đây nữa. Đúng không? Sau đó là mình sẽ qua cái size kế tiếp. Đúng không? Đó, mình sẽ qua cái size nhỏ hơn. Và đặt nó vào đây. Đặt đúng khi nào mình cảm thấy vừa ý của mình là mình dừng lại. Đúng không? Mình làm ombre diamond mà. Không? Mình cảm thấy mình vừa ý là mình dừng lại ha. Đặt nó vào đây. Cho thêm một viên vào đây nữa. À, Trần Huy, chị gắn đá bằng gâm mì treo nha. Các bạn có thể shop trên onlinejustnail.com. À, đồ nêm. À, Christine đang dùng cái chai của Justnail nha. Top Justnail, top super shiny. Đây ha. Đúng rồi nha, Vân Phan, chị mua 10 chai, chị muốn mua nữa là vào cái online mua nha. Online mua 10 tặng 1 á. Bây giờ đang có sale là mua 10 tặng 1 nha. Đó, bây giờ là mình đi cho nó đủ rồi, mình sẽ qua cái size nhỏ hơn. Và mình đi vài viên nhỏ hơn. Thế là mình xong ha, mình xong cái phần gắn đá ombre. Mình sẽ vuốt lại một lần nữa. Vuốt lại hai bên. Sau đó mình sẽ cho vào máy inside. Hai Thúy An. Hai Minh Quách. Mình thử lại ha, các bạn thử lại ha. Bây giờ là mình sẽ gắn cuticle nha. Cuticle diamond. Khi mà mình gắn cuticle diamond á, bây giờ nè ha, mình đi cuticle, mình sẽ cho gâm mì treo vào cái cuticle của mình nha. Đây nè. Mình sẽ cho gâm mì treo vào cuticle của mình. Còn lại những chỗ mà mình không cần á thì mình không cần để gâm mì treo nha. Sau đó là mình sẽ nhẹ nhẹ thôi, mình sẽ nhẹ nhẹ nha. Và đối với cái phần mà có gâm mì treo mình sẽ nhẹ nhẹ thôi. Đó, mình sẽ sơn top phủ hết luôn, mình sẽ vuốt hai bên, sau đó là mình sẽ chấm diamond. Trần Huy, hai Trần nữ. À, khi mà nhũ tráng gương là khom đúng không? Mình có thể dùng cái chai này để mà làm khom luôn nha. Trước khi làm khom á là mình sẽ sơn một lớp thật là mỏng cái top gel này, sau đó là mình sẽ hơ trong vòng từ 15 đến 20 giây nha. Không được quá 20 giây, vì nếu mà quá 20 giây nữa là mình sẽ không đánh khom. Khi mà đánh xong cái khom á là mình sẽ lấy cái chai top này mình sơn một lớp, mình sơn lại hai lớp nha, là nó sẽ được last long. Đây mình sẽ điều chỉnh lại ha, cho nó ngay ngắn, cho nó ngay cái vòng cuticle ha. Trước khi để vào máy á, mình có thể tùy chỉnh. Còn nếu mà mình để vào máy rồi đó là mình sẽ không có sửa được nữa nha.
Mình sẽ cho vào đây. Trước khi mình để vào máy, mình phải kiểm tra nha. Ok, insect. Mình sẽ vuốt thêm lần nữa, chắc chắn, cho chắc chắn cái insect. Đó, mình sẽ tới cái ngón này nha. Mình cũng làm giống như vậy ha. Mình sẽ cho gummy gel. Bye đại, bye, thank you sharing. Thank you for sharing. Cảm ơn mọi người đã share nha. Share cái like này. Vì khách cuối rồi là Christine cũng đuối. Đuối xong rồi cũng từ từ luôn. Không có làm nhanh được. Đúng không? Khách cuối mình cũng đuối luôn. Đó. Mình sẽ cho 2 viên vào đây. 2 viên nhỏ hơn nha. Mình sẽ cho 2 viên nhỏ hơn vào đây. Và thank you Rose. Thank you. Cảm ơn cả nhà nha. Ok, còn đây là mình sẽ cho 2 viên nhỏ hơn nữa. 2 viên nhỏ hơn vào đây. Đó. Bây giờ là mình có nó ngay ngắn ha. Sau đó mình sẽ cho 2 viên nhỏ hơn nữa nè. Đó, như vậy á, khi mà mình làm như vậy á, cái vòng cung á, của mình nó mới tròn. Tùy theo cái trường hợp và cái design ha, là và mình sử dụng cái kích cỡ của diamond nó như thế nào. Đó, mình sẽ cho 2 viên vào đây nữa. Mình xong rồi ha. Mình xong cái phần design này, mình sẽ đê vào máy ra inside. Bây giờ còn một ngón nữa là cái bông này ha. Đó, bông này mình sẽ thiết kế như thế nào. Mình sẽ thiết kế và vẫn để cái diamond. Nhưng mà mình cần cái silver. Để Christine đi lấy cái silver nha. Khi mà mình thiết kế xong cái ngón diamond này á, thì nhìn cái nail của mình nó sẽ lung linh. Cái top này rất là shiny ha. Mình sơn tới cạn chai luôn mà nó vẫn không có bị hột nè. Nó vẫn rất là bóng. Lấy giùm chế cái viên bay màu silver này được không? Thank you. Rất tiếc cất những cái này luôn nha. Inside, yes. Trần Huy, top này bóng được lâu lắm nha. Top này bóng lâu lắm á, nó last long là hả, cái người khách của Christine làm á, thường là những cái custom design này á, khách hàng sẽ quay lại một tháng sau. Sẽ quay lại một tháng sau nha. Silver. Silver. Silver hết hả? Ôi trời ơi. Còn cái size khác không? Lấy size lớn hơn cũng được. No. Đây có nhiều size, nó có nhiều size. Mình không có size đó, mình lấy size khác. Tại vì người cách design đang design. Hai Tài Huỳnh, hai Ngọc Lan. Trần Huy, em ở Việt Nam muốn mua thì mua ở đâu hả? Hiện tại cỏ Just Nail là có ở Việt Nam nha. Các bạn có thể liên lạc thầy Nguyễn Tuấn. Thầy Nguyễn Tuấn, Thế Giới Nail của Thế Giới Nail nha. Cái này đủ rồi. Để chị mượn cái bút. Em đây đủ rồi. Đủ rồi, nhiêu đây đủ rồi, đủ xài rồi. Tội nghiệp quá. Không có nữa làm sao design cho đây. Hai chị, mía mì đi ngủ rồi hả? Đúng rồi, cái mía mì đi ngủ rồi. Ôi, chúc ngủ ngon nha. Chúc cả nhà ngủ ngon nha. Bây giờ là Christine sẽ design cho cái bông này. Cho cái bông này là Christine sẽ không có sử dụng cái gummy gel nha. Đúng rồi em Trần Huy, bây giờ là thầy Nguyễn Tuấn là có bán cỏ nha, có bán cỏ của Just Nail nha.
Bye bye. Những anh chị nào tiểu bang á, nếu mà khuya quá rồi mọi người có thể đi ngủ và có thể share cái like này, hoặc là lưu lại những cái like này để mà ngày mai mình coi ha, hoặc tới có khi cần đó mình được xài. À, bây giờ là Christine sẽ đi cái diamond ha. À, Christine sẽ thiết kế cái phần diamond này cho ở đây, cho vào đây. À, vì những cái khu vực này á, Christine không có muốn đi cái gummy gel ha, nên là Christine sẽ đi từ từ và từng viên đính vào. Đi về hết hả? Anh này dĩ đâu? Anh này hả? Về hả? Trời ơi, còn có một mình chị thôi hả? Ok. Đó, bây giờ là mình quyết thiết kế là bên này ha. Mình sẽ cho một chút xíu màu silver vào cái đường, vào những cái khe như vậy, là giống như là mình làm cho nó có một cái thank you chị Lan Lê nhiều nha. Đó, bây giờ là Christine sẽ cho những cái diamond nhỏ này vào ở đây. Lát nữa là Christine sẽ sử dụng cái nhỏ hơn nữa để mà đính vào đây ha. Mình sẽ cho những cái viên bi này vào khe đây. You okay? Đó, mình sẽ cho vào đây ha. Mình sẽ đi một cái đường vòng cung như vậy. Khi mà đã được đạt được cái đường vòng cung đó rồi, đó, mình có thể là cho thêm cái diamond vào nha. Mình sẽ cho cái diamond. Mình sẽ đi nối, kết nối lại với nhau. Hello hi Thảo Nguyên, Toronto. 11 giờ rồi hả? 11 giờ rưỡi rồi hả? Đó, Cali, bây giờ là 8 giờ nha, cũng khuya rồi. Đó, Christine cũng tranh thủ xong cái live này là sẽ về nha. Hello anh Hồ Long, thank you Chí Nguyễn. Mọi người ăn cơm và đi lên giường, đúng không? Đó, bây giờ là mình thiết kế xong ha. Đây ha, giống như đây mình sẽ tiếp tục đi cái ở đây luôn cho nó đẹp thêm ha. Đó, nó sẽ vòng cung cái ở đây, nhưng mà ở đây nó mình không thể nào đi được, vì như vậy á, nó sẽ làm cho cái shape của mình nó bị mất đi, nên mình sẽ tạm dừng từ đó. Hi Linh My, hello hi. Đó, gặp em nữa nha, hôm nay gặp nhau hoài luôn á, nhớ nhau không chịu rời nè. Đây ha, đây là cái design một bên tay mà Christine đã thiết kế xong ha. Mình sẽ qua cái bên này nữa, còn một ngón ở đây ha. Mình sẽ bắt đầu từ bên này ha. Và mình cũng thank you Chí Nguyễn, hai Tâm Trinh, thank you, cảm ơn cả nhà nha. Đó, đây là những cái thiết kế nó rất là dịu dàng ha. Bây giờ là mình sẽ cho cái những cái thiết kế, những cái đi như vậy á, mình không có nhất thiết là phải đó, anh Đức Cao làm Christine ngại quá. cái phát âm của Christine có vấn đề hả? Mọi người nghe có hiểu không?
Thế bây giờ là mình sẽ đi cái vào đây. Và mình cũng cho vào đây ha. Mình cứ cho hết cái đường vòng cung, những cái chỗ mà mình còn trống á, mình đừng có để cho nó bơ dơ quá, đúng không? Bây giờ mình sẽ đi ha. Thank you Linh Mê, thank you em nhiều, thank you Elena. Nghe chuẩn hả? Dạ, thank you anh nha. À, anh Đức Cao làm sợ quá, làm cái phát âm á, Christine tưởng là cái phát âm không chuẩn nữa, nên là mọi người khó nghe nè. Đó, bây giờ là mình sẽ đi vào đây ha. Mình sẽ cho nó từ từ và nhỏ xuống, vì mình sẽ không có đi xuống dưới hơn nữa, nên là Christine sẽ cho nó tạm dừng ở đây nha. Đây, mình sẽ đứt ở đây luôn. Mình đi thêm một viên cực là nhỏ thôi, và mình sẽ cho nó dừng ở đây nè. Đó, thấy không, cái design mình đây. Thank you Linh Mi, thank you Kiu. Hạt đính hoa mua ở đâu hả? Hạt đính hoa là cái diamond hả? Hay là cái viên bi nhỏ nhỏ? Sẽ đi ở đây. Đối với cái ngón này mình sẽ không đi được ở đây rồi. Mình sẽ cho thêm một cái viên nhỏ nhỏ ở đây ha. Mình sẽ cho một cái viên nhỏ nhỏ ở đây. Nhưng mà sẽ không có được nữa, nó sẽ bị mất shape. Đó, mình sẽ lấy ra và mình sẽ cho như vậy là được rồi. Mình sẽ hài lòng với cái như vậy là được. Đó, cái này gọi là biết hài lòng ha. Những cái viên bi nhỏ này á, là mình có trong Christine mua trong cái nail supply nha. Cái nail supply đa số là Christine thấy là cái nail supply nào cũng có nha. Nail supply nào cũng có. Đó, Christine mua cái này ở cái nhà gần cái supply gần nhà Christine thôi. Bây giờ là mình sẽ cho hai viên lớn ở đây nè, nó vừa fit cái size của mình luôn ha. Và mình sẽ ngừng ở đây, và mình sẽ ngừng ở đây. Sau đó là mình sẽ cho một viên diamond lớn vào cái bông của mình. Finally. Đó, bây giờ cái design của mình xong nha. Bây giờ cái design của mình sẽ đóng ở đây. Và mình sẽ sơn tóc với một cái cho cái ngón của mình ha. Sau đó mình chỉ cần chụp hình là xong. Bây giờ mình chỉ có cái ngón này, là mình không có cái tóc thôi. Mình sẽ sơn ha. Đối với cái bông 3D là mình sẽ không có sơn cái tóc lên cái bông 3D nha. Đó, mình sẽ sơn xung quanh thôi. Sau đó mình sẽ cho vào máy nè. Yeah, inside. Thank you, cảm ơn cả nhà nha. Hy vọng là chia sẻ được những gì Christine biết về cái design. Đây ha. Đó, mình xong rồi. Bây giờ là mình sẽ cho nó chụp hình nha. Cho cái design chụp hình. Chờ đợi nhé. Bây giờ là Christine sẽ cho cái dầu vào cái móng. Cho cái dầu vào cái da ha. Để cho nó.
One more time. Đó, mình cho cái dầu vào cái da ha. Bây giờ là Christine sẽ show cho mọi người thấy cái design của mình hoàn chỉnh hai bên. Mình sẽ chụp hình nha. Ok, tiếp. Ok, tiếp. Bây giờ là Christine sẽ show cho mọi người thấy ha. Cái design mà Christine vừa hoàn thành xong. Đây là đây ha. Christine sẽ xoay cái camera cho mọi người thấy. Yeah, just like that. Just. Yeah, up like that, okay? Like this. Okay. Bây giờ Christine sẽ xoay lên cho mọi người thấy nha. Nhấc cái camera ra. Đây ha, là cái bộ design Christine mới làm xong nha. Ok, bye bye và thank you cả nhà, thank you đã xem ha. Mọi người vui lòng chia sẻ giúp Christine nha. Chúc cả nhà ngủ ngon và hẹn gặp lại trong những cái live sau. Ok, bye bye, chào cả nhà nha.